Kính thưa cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý đạo đức tu sĩ, đặc biệt quý cha linh tông của cha cố An Tôn, kính thưa bà anh chị em thân mến và gia đình đội ngoại của cha cố An Tôn thân mến, cách riêng những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến để hiệp thông cầu nguyện cho cha cố An Tôn. Hôm nay chúng ta cùng hiệp thông trong thánh lễ này, đến ta cầu nguyện cho cha cố An Tôn Khổng Minh Số. Chúng ta vừa nghe sứ điệp lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng ta những suy nghĩ về thân phận con người và ý nghĩa cuộc đời chúng ta. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, chính Chúa Giêsu đã xác quyết về ý nghĩa thực của một hành trình đức tin mà tất cả chúng ta đang đi và phải đi tới. Trong cuộc hành trình này ở nơi thế gian mà chúng ta được mời gọi cùng với Đức Kitô để chiến thắng. Quả thật Đức Kitô đã nói: "Ta đã nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, không chết đi, không nát đi, mà cứ trơ trọi một mình, thì đó sẽ chỉ là hạt lúa vô giá trị. Nhưng chấp nhận thối đi, nó mới sinh nhiều bông hạt. Ai yêu quý mạng sống này thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống này vì tôi và tin mừng thì sẽ giữ được mạng sống đó cho đời sống vĩnh cửu, đời sống mai sau." Kính thưa bà anh chị em thân mến, hạt lúa hình ảnh đó chúng ta thấy rất gần gũi với những người chúng ta làm nghề nông trong đời sống thường ngày của chúng ta. Hạt lúa mục nát rồi mới nảy mầm, đâm bông và kết trái. Nếu không mục nát, hạt lúa chỉ trơ trọi một mình. Sự mục nát của một hạt lúa làm trổ sinh sự sống mới và hứa hẹn một mùa bội thu trong tương lai. Trong biến cố nhập thể của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã trở nên như hạt lúa mục nát được gieo vào lòng đất của nhân loại bằng chính sự vâng phục ý Chúa Cha và thực hiện ý Chúa Cha qua việc tự hủy, tự hiến và yêu thương thế gian, yêu thương đến cùng, để rồi làm trổ sinh những hoa trái thiêng liêng là ơn cứu độ cho nhân loại, cho chúng ta mỗi người đang theo Đức Kitô. Dưới sáng lên tin mừng của lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những chặng đường hành trình của đức tin nơi cha cố An Tôn. Cách nhìn xuyên suốt đó, chúng ta nhìn bắt đầu từ lúc cha cố đập xuống đúng 4 giờ 5 phút ngày hôm qua, cha cố đã ngừng đập để rời bỏ thế gian trở về với Chúa, một trái tim nhân lành của Bụt Tử, thanh bình, thanh thản để khép lại chặng đường của 40 năm linh mục và nhất là 85 năm cuộc đời của một con người ở thế gian. Đây là một hành trình dài của cha cố đã nỗ lực để thể hiện quyết tâm của mình thuộc về Chúa trong suốt cuộc đời của Ngài. Chúng ta biết cha cố An Tôn sinh vào ngày 2 tháng 10 năm 1938 tại một giáo xứ Nam Am, một giáo xứ lớn của giáo phận. Nhưng lúc đó vẫn là một nông thôn còn nghèo nàn. Trong một gia đình, Ngài đứng thứ 5 trong 8 anh em. Năm 1949, Ngài khởi đầu ơn gọi đi tu, lúc chỉ là cậu bé 11 tuổi giúp lễ. Dưới cái dẫn dắt của cha cố Đa Minh Đỗ Ôn Lương, là cha xứ Đa Bam lúc đó, rồi Ngài được gửi về tòa giám mục để bước vào tiểu chủng viện. Vào tháng 6 năm 1957, được Đức cố giám mục Phêrô Maria Khuất Văn Tạo
và lúc đó là cha Lorenzo Phạm Văn Quynh dẫn dắt. Hành trình ơn gọi dâng hiến của Ngài tưởng thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng năm 1961, Tiểu Trung Viện đã bị giải tán bởi vì nhiều lý do chúng ta không biết. Ngài phải trở về quê hương để sống với gia đình. Về quê hương cũng chẳng xong, phải gặp thử thách, tức là sau đó 2 năm, Ngài bị bắt để đi tù dưới chế độ Cộng sản độc tài. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1964, mãi cho đến tháng 8 năm 1976 mới được tha. Ngài bị bắt đi tù bởi vì Ngài chỉ vì muốn sống trung thành với Chúa và yêu mến tha nhân. Một sự đi tù mà Ngài phải mang nơi mình vì mến Chúa và mến tha nhân. Trong suốt thời gian 12 năm tù đầy cũng không làm cho Ngài chán trường và bỏ cuộc. Ngài vẫn luôn luôn quyết tâm để theo Chúa với ơn gọi tu trì, và cuối cùng Ngài đã được Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Quyến Tùng Cương truyền chức cho Ngài vào ngày 2 tháng 12 năm 1982. Ngài đã giúp Đức Cha để làm quản lý tòa giám mục và thi hành tác vụ linh mục tại một số xứ như Bí Đồng, Đông Khê và Mạo Khê. Thời gian này giáo phận chúng ta vẫn còn rất ít ỏi các linh mục, cho nên Ngài phải giúp cho nhiều xứ khác trong thời gian mùa chay của năm 1989. Với đầu sứ vụ linh mục của mình tại các xứ như Đồng Xá, Gia Đức, Mi Sơn và Hiếu Quan, mãi đến năm 1994, cha Cố làm quản nhiệm giáo xứ Lão Phú và chính thức làm cha xứ Lão Phú từ năm 1998 đến năm 2005, và tiếp tục được bề trên bổ nhiệm làm chính sứ An Toàn năm 2006 đến 2014, và quản nhiệm giáo xứ Thủy Giang năm 2014 đến 2016, và chính thức làm giáo xứ Thủy Giang từ năm 2016 đến 2018. Vì tuổi già, cha Cố đã về hưu và nghỉ hưu tại tòa giám mục cho đến gần giờ phút Chúa gọi Ngài về với Chúa. Đó là hành trình ta lược qua lại một cách đơn giản đời sống của cha Cố trong năm tháng mà Ngài sống đời sống linh mục. Kính thưa cộng đoàn phục vụ thân mến, suốt 80 năm năm của đời dương thế, cha Cố Anton đã có rất nhiều thử thách và khó khăn trong đời linh mục. Nhưng cha Cố đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên nơi cộng đoàn của Ngài đã được sai đến để phục vụ với tư cách là mục tử của Chúa Kitô. Cuộc đời linh mục của cha Cố chúng ta có thể tính nhanh đã khoảng hơn 15.000 thánh lễ mà cha Cố đã dâng để cử hành phục vụ cho tín hữu của mình khi được sai đến. Nếu chúng ta cộng thêm những lễ mà cha Cố dâng thêm thì có thể lên đến 20.000. 20.000 thánh lễ cha Cố đã dâng để phụng sự tín Chúa và phục vụ các linh hồn. Và đồng thời nhiều thế hệ đã lãnh nhận bí tích qua cha Cố hướng dẫn và cử hành suốt 40 năm đời linh mục của mình. Đây là một hành trình dài của đức tin nơi cha Cố đã thể hiện, một hành trình hồng ân Thiên Chúa mà cha Cố đã thể hiện cách trung kiên qua cuộc đời của Ngài. Với 85 năm sống đời sống ơn gọi làm người và 40 năm trong ơn gọi làm linh mục của Chúa, cha Cố Anton đã đón nhận và thực hành bài học hạt giống mục nát của Chúa Kitô. Bằng những hy sinh âm thầm vùi sâu đời mình vào lòng cuộc đời khi phải đối diện với biết bao khổ, thử thách gian nan, đặc biệt trong những năm Ngài sống ở nhà tù. Một cuộc đời, một cuộc sống tự hủy trong khiêm nhường, bằng một trái tim rộng mở,
quên mình để phục vụ dân Chúa, phục vụ tha nhân. Và nhất là bằng cả cuộc đời linh mục của mình để dấn thân tận tụy phục vụ và xây dựng tại các giáo xứ mà cha cố được gửi đến. Với những cố gắng của một đời chịu vùi sâu, chịu bùng nát mà cha cố An Tôn đã thể hiện trong cuộc đời của Ngài, chúng ta đã và đang thấy những thành quả hoa trái tốt đẹp nơi cha cố vẫn còn đang vững mạnh và phát triển nơi cộng đoàn đức tin mà cha cố đã gieo trong hành trình đức tin của mình với tư cách là linh mục, mục tử được sai đến. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã thấy và không thể không nhắc đến một thành quả khác mà cha cố An Tôn là một tấm gương quảng đại nhiệt huyết của Ngài đối với công việc truyền giáo của giáo phận trong thời gian khó khăn. Tấm lòng này không chỉ được thể hiện bằng sự tận tụy, cẩn mẫn, kiên trung và mẫu mực trong sứ vụ mục tử đối với đoàn chiên mà Chúa đã sai cha cố đến để trao phó cha cố chăm sóc, những tấm lòng của cha cố còn được mở rộng với nhiều thao thức, nhiều ưu tư, sáng kiến đối với sứ vụ loan báo tin mừng. Chính vì thế, Ngài đã đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục thế hệ trẻ để khơi gợi cho những người trẻ đáp lại lời Chúa bày gọi trong ơn gọi linh mục, tu sĩ nhằm phục vụ cánh đồng truyền giáo của giáo phận Hải Phòng chúng ta. Cha cố An Tôn đã đầu tư nhiều công sức trong việc kêu mang, hướng dẫn, dạy dỗ và ươm mầm cho ơn gọi linh mục, tu sĩ của giáo phận trong những thời gian, thời điểm giáo phận đầy khó khăn, thử thách và đầy thiếu thốn về nhân sự. Hôm nay chúng ta nhìn lại những thành quả đó, những cờ thờ thiêng liêng mà cha cố đã dày công vun trồng, chúng ta không thể không nhắc đến và không ngạc nhiên, không thể không ngạc nhiên và tự hào nhìn thấy con số linh mục của giáo phận Hải Phòng chúng ta, trong đó có 7 cha là cha con của Ngài, các cha là những người con linh thiêng liêng mà Ngài đã đỡ đầu để dạy dỗ và đạt được với nguyện vọng của mình là làm linh mục cho Chúa. Cộng thêm vào nữa là 7 nữ tu, 7 linh mục và 7 nữ tu do cha cố đã nuôi dưỡng, dạy dỗ và cống hiến cho địa phận. Hình ảnh chúng ta nhìn về cha cố là một hình ảnh rất dài với 40 năm linh mục. Đúng như hạt lúa mà Đức Kitô đã mời gọi, nếu không chết đi, không thối đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Cha cố đã hy sinh, đã chấp nhận chết đi để rồi hạt giống đó đã sinh hoa trái. Hoa trái thiêng liêng là 7 linh mục và 7 nữ tu. Hoa trái thiêng liêng nơi các giáo xứ và Ngài được sai đến là những cơ sở vật chất, là những người tín hữu được sinh ra qua bí tích rửa tội và lớn lên trong đức tin ơn Chúa. Tâm tình tạ ơn hôm nay chúng ta cùng với cha cố để nói với Chúa lời tạ ơn sau 40 năm làm linh mục và 85 năm hành trình con người thế gian. Chúa ban cho cha cố cộng đoàn ta hôm nay cũng được bày gọi bước theo Đức Kitô để thực hiện bài học hạt lúa chịu bục nát trong cuộc đời của mình. Chúng ta cũng không khỏi không thương tiếc cha cố An Tôn. Ngày cha về nhà cha trên trời, chúng ta lại được chính sứ điệp lời Chúa hôm nay củng cố niềm tin của chúng ta một cách xác tín hơn. Đó là chúng ta luôn luôn thuộc về Chúa, dù chúng ta phải đối diện với bất cứ khó khăn hoàn cảnh nào trong cuộc sống, trong hành trình của mình theo Chúa, chúng ta vẫn cần phải vượt qua để chúng ta trở nên như hạt lúa ra vào lòng đất và chết đi, thối đi để sinh hoa trái cho đời. Hôm nay chúng ta thương tiếc cha cố An Tôn và chúng ta cùng hiệp thông với lời cầu nguyện cùng với cha cố để chúng ta thiết tha xin Chúa là đứng giàu lòng thương xót, tha thứ cho cha cố những lầm lỗi thiếu sót vẫn còn vương vấn ở thế gian.
để cha cố sớm được hưởng vinh phúc nước trời. Chúng ta có tin đưa cha cố An Tôn, nhưng chắc chắn hình ảnh cha cố An Tôn vẫn là một linh mục, là một mục tử thánh thiện, có một cuộc đời nêu gương chúng ta noi theo. Bởi vì nơi Ngài dù là gì, là ai, là thế nào, vẫn có một trái tim luôn luôn yêu thương rộng mở, có một nụ cười hiền hòa, dễ gần và dễ mến, có một tấm lòng quảng đại, dấn thân hết lòng hết mình vì sứ vụ Chúa trao phó, vì sứ vụ nước trời. Vẫn còn đọng lại nơi chúng ta những hình ảnh tốt đẹp mà một hơn một lần chúng ta gặp gỡ Ngài và đã tiếp xúc với Ngài. Hôm nay chúng ta hiệp thông với các cha trong giáo hạt Mạo Khê cùng với gia đình tăng quyến của cha cố An Tôn, để ta cầu nguyện cho cha cố An Tôn sớm được hưởng thánh nhan Chúa trong đời sống mới, nơi mà cha cố đã bước đi với hành trình linh mục của mình 40 năm, trải qua đầy thử thách khó khăn. Xin Chúa thưởng công cho cha cố, để cha cố được hưởng niềm vui trong nước trời. Amen.